trên sân khấu, xin mời chị. Vâng, và đến tới gặp viên thuyết cũng như gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị của Sài Gòn Tân Thời và cũng như các bạn thân quý vị khán giả đang xem qua live stream, một lời chào trân trọng nhất à. Và cũng như có một buổi làm việc với mấy bạn thí sinh thì cũng chị mấy bạn chút xíu chị tuần vừa rồi thì nói chung là các bạn cũng khắc phục được một cái điều mong muốn cũng như trong hôm nay là các bạn kêu cờ ra tròn một con số, và đặc biệt nữa là quan trọng đó là các bạn phải là có một cái tầm con cho nó vững chắc, tại vì khi chúng ta đứng ở cái nghề này không phải là ngoài là kêu sổ số lô tô thôi, mà chúng ta còn phải là đứng để dẫn chương trình này nọ để giới thiệu phần quà hay là những vòng lộ như thế nào, thì rất mong là tối hôm nay các bạn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Cẩm Nhung ạ. Và bây giờ xin mời Minh Bảo. Và bây giờ em sẽ giao lưu với lại nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ với tư cách là một ban giám khảo xuyên suốt từ đầu cuộc thi tới bây giờ luôn, qua rất là nhiều vòng thi khác nhau, thì chị cho cái đánh giá chung về chất lượng thí sinh của năm nay, chị đang cảm nhận với các bạn như thế nào ạ? Lời nói đầu tiên xin được phép lực lượng đến tất cả quý vị khán giả thân yêu của Sài Gòn Tân Thời, lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, cho em hỏi có hôm nay có ai lần đầu tiên tới với đoàn không? Dạ, có ai lần đầu tiên biết cuộc thi này không? Vậy thì em sẽ nói sơ lại một lần nữa ha, là mỗi năm em chỉ có một cuộc thi duy nhất để tuyển dụng nhân sự cho Sài Gòn Tân Thời, là những nghệ sĩ lưu tôn trên sân khấu đang biểu diễn cho quý vị, và rất là nhiều hầu như là bốn anh chị đứng kế bên em luôn cũng trưởng thành từ cuộc thi này, và mùa này là mùa thứ 7, thứ 6, và rất là nhiều nhân tố mà phải nói gây được tiếng vang rất là lớn. Có thể nói đến cho giống như chị Cẩm Nhung, Sang Sang Bình Bảo, Kim Trọng, và mùa rồi còn có Bảo Ngọc, mùa trước nữa thì có Xuân Tâm nữa. Cho nên là đây là một cuộc thi rất uy tín, tìm ra những cái tài năng sáng giá cho sân khấu Lô Tô. Vì vậy và mỗi một năm cái tiêu chí nó đều rất là khác nhau. Và đối với Lộ thì năm nay chất lượng thí sinh có rất là nhiều màu sắc đặc biệt. Chỉ có tiếc là tỷ lệ nam nó nhiều hơn nữ thôi. Nhưng mà phải nói luôn, bạn nào cũng có những cái màu sắc mà phải nói luôn, là khi mà khán giả xem qua mỗi một loại thì khi mà Lộ được coi livestream thì họ nhớ luôn tên của thí sinh đó. Đó là cái điều thành công nhất. Và em cũng hy vọng là cuộc thi sẽ mang được rất là nhiều những tố mới cho đoàn, cũng giống như là để phục vụ cho quý vị trên sân khấu được công nghệ tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, đặc biệt là những khán giả qua livestream không đến được sân khấu trực tiếp, nhưng luôn cổ vũ và đồng hành và kêu tên thí sinh trên livestream rất là nhiều luôn. Cái điều đó là các bạn rất là hạnh phúc luôn khi tham gia cuộc thi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị là rất nhiều. Và bây giờ em thấy là MC Kim Trọng đã có một câu hỏi muốn hỏi chị Sang, đã ấp ủ từ nãy giờ luôn ạ. Thưa quý vị, chị Sang Sang là một là một nghệ sĩ ô tô ra thì chị Sang Sang còn là một hài sĩ nữa thưa quý vị. Chị Sang Sang nói ra câu nào là tức cười câu đó thưa quý vị, điển hình là cái câu Lô Tô Aswa. Mời chị nói lại cái câu đó giùm em được không ạ? Lô Tô Aswa. Dễ thương. Dạ thưa quý vị, em có một câu hỏi dành cho người đẹp Sang Sang, đó là cũng là vui thôi để tạo không khí dành cho tất cả khán giả. Thì người đẹp Sang Sang có nhận thấy là trong top 9 thí sinh năm nay chỉ có 2 thí sinh trong hình tượng là nữ thôi, còn lại 7 thí sinh là nam. Thì cho em hỏi rằng là không biết là ngày hôm nay chị có muốn dùng cái quyền lực ngầm của mình để loại luôn 2 bạn thí sinh nữ ra để bảo toàn cái danh hiệu đệ nhất nhan sắc của Sài Gòn Tân Thời không ạ? Và lời nói đầu tiên mà Sang Sang xin gửi đến cả quý vị mình là chào thứ tư và nồng nhiệt nhất tối hôm nay quý vị mình ơi. Và để trả lời câu hỏi của MC Kim Trọng đúng không? Thì hiện tại ta nói là che già thì măng mọc đúng không? Thì mình phải chấp nhận cái đó. Nhưng rất tiếc là Sang Sang chưa có già. Ai đồng ý với điều chị Sang mới nói cho một tràng hỏi tay đi ạ? Biết chưa? Đó. Chị thấy kiểu không có ai nói về tuổi chứ, không có già. Làm sao mà lấy lương hưu được rồi? Kỳ vậy? Rồi, xin mời MC Bình Bảo. Cảm ơn chị Sang rất là nhiều. Thật ra chị Sang mới chừng đâu hai mấy à, nên là chị Sang vẫn còn phải mới lắm nha quý vị ơi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lại các mời ca sĩ Đoan Nguyễn. Hôm nay đến với một thi rất là đặc biệt, đây là một thi đối kháng 1-1. Và mình sẽ biết tất cả thí sinh sẽ làm sao cố hết sức để thể hiện cho thi của mình. Em nghĩ là các bạn rất áp lực, không biết Đoan Nguyễn có cái lời khuyên gì cho các bạn trước cái phần thi của mình không ạ? Không phải, những cuộc thi nào MC cũng có câu hỏi này. Con nghĩ xin chào quý vị ạ. Quý vị rất nhiều. Thật sự mà khi mà Nhất Tâm nhận lời mời của Lộ Lộ thì Tâm mới nói Lộ luôn là ê, anh không biết nói gì đâu nha. Em anh không biết là anh muốn nói gì, bắt đầu làm chương trình của em nó bị lỏng rồi. Lỡ mà anh nói cái gì sai, anh được
thì khi các bạn thi, các bạn sẽ bung ra những cái gì chưa hay nhất, những cái kỹ năng đẹp nhất của các bạn, thì đó sẽ ngày hôm nay nó sẽ học hỏi. Có một điều ngắn gọn thôi, các bạn hãy coi sân khấu là nhà của mình, khán giả là âm nhân, và hãy coi lô tô là thiên đường của mình, là tự động xuất phát từ trong trái tim các bạn sẽ bộc lộ ra hết. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn, cảm ơn các bạn giám khảo rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta xin phép là mời giám khảo trở về vị trí quan trọng của mình để cầm cân để vượt chọn ra những người xuất sắc nhất. Dạ, cảm ơn giám khảo rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với event cơ cấu giải thưởng của năm nay. Cơ cấu giải thưởng của năm nay thì Kim Trọng Huỳnh Bảo sẽ được công bố. Với giải quán quân, thí sinh sẽ nhận về cho mình giá trị giải thưởng đó là 30 triệu đồng cùng với cúp lưu niệm. Quán quân sẽ nhận ngay 15 triệu đồng cùng cúp lưu niệm. Quý quân sẽ nhận về cho mình 10 triệu đồng cùng cúp lưu niệm. Giải thí sinh yêu thích nhất nhận ngay 5 triệu đồng cùng cúp lưu niệm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có giải chiến thắng thử thách sẽ có giá trị giải thưởng đó là 1 triệu đồng trên mỗi thử thách, thưa quý vị. Và ngay bây giờ, đợi chờ gì nữa, trước khi đến với phần thi đầu tiên, chúng ta sẽ trở lại với những vòng lô tô. Xin mời các nghệ sĩ lô tô của đoàn lô tô Sài Gòn tên thời. Dạ, rồi cô chú chị mình ơi, dạ nhường nhé mình nhấc nhẹ ngón tay một lần nữa giùm em nhé. Dạ nhường nhẹ chào phục vụ cho cô chú chị mình luôn. Dạ còn nhé rồi tập trung hơn bắt nhìn có bắt đầu giờ số của mình nhé hả? Còn nhé hay trong không có cùi ơi? Cái cùi ơi còn nhé không em? Alo, còn không ạ? À? Còn nhé tăng cường chạy giùm chị cái chỗ này nè. Ở giữa tránh điện luôn rồi, em thấy rồi em chút xíu nha. Rồi cả nhà ra ai chưa dễ thắt nhàng có tao một lần nữa cho em luôn. Rồi dễ bên đây luôn. Dạ dạ dạ. Rồi đây có bao la chạy tăng cường nha. Rồi cả nhà bên đây, dạ ai chưa dễ thắt nhàng của tao thì có dễ rồi. Tập trung hướng mắt chìm không bắt đầu giờ số. Trời ơi mà quẩy đi đâu vậy vậy má. Đừng nhắc nữa, thấy ghê quá. Yeah,
Kêu bằng em ô, hả? Ô, ok. Em mong thấy